FIFA ra lệnh trừng phạt khẩn cấp, cấm Thái Lan tham dự AFF Cup, Marabang bật khóc tuyệt vọng. Theo nguồn tin từ tờ Sport, Liên đoàn bóng đá Thái Lan có thể bị FIFA phạt nặng, cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong hệ thống nếu mà để bên thứ ba, tức là ở đây là chính phủ, can thiệp vào các quy định của tổ chức này. Do liên tục thất bại trong các giải đấu thuộc các cấp độ đội tuyển trong thời gian vừa qua, quyền thủ tướng chính phủ Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã yêu cầu bóng đá Thái Lan phải giành được 2 huy chương vàng cả nam và nữ ở SEA Games 32 tại Campuchia sắp tới. Nếu không, vị chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Somiot được cho là sẽ bị sa thải và điều này là trái với quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới. Tờ South Sport viết, người hâm mộ đang lo sợ kịch bản FIFA cấm thi đấu quốc tế với đội tuyển quốc gia do Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan yêu cầu bóng đá Thái Lan phải vô địch SEA Games 23. Nếu không làm được thì người đứng đầu bóng đá Thái Lan sẽ phải từ chức. Đây như là sự can thiệp chính trị vào bóng đá và trong quá khứ, một số quốc gia như là Indo hay Tajikistan cũng đã bị FIFA cấm thi đấu quốc tế. Liên đoàn bóng đá Indo từng bị vi phạm điều 13 và 17 luật FIFA, trong đó quy định rằng bất kỳ liên đoàn bóng đá nào thì cũng không được phép can thiệp chính trị và kết quả là đội tuyển quốc gia Indo đã bị cấm thi đấu trong một thời gian. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Pakistan cũng đã từng bị FIFA cấm thi đấu sau khi tổ chức bóng đá nước này đã chịu can thiệp bởi bên thứ ba. Từ phát ngôn của vị chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan là ông Gochuan, người hâm mộ bóng đá Thái Lan giống như là bị sốc. Họ sợ rằng đội tuyển quốc gia sẽ phải chịu án phạt cấm thi đấu từ FIFA. Phát biểu của ông Gochuan cũng đã gây ra nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Trong quá khứ, FIFA cũng đã từng đưa ra lệnh trừng phạt cho nhiều liên đoàn vi phạm nguyên tắc hoạt động như là Indo và mới đây nhất là Ấn Độ. Vào đầu tháng 9 2022, đội tuyển Ấn Độ từng suýt không thể sang Việt Nam tham dự giải giao hữu FIFA Day do án phạt cấm hoạt động của FIFA. Nên nhớ đây không phải là lần đầu bóng đá Thái Lan bị FIFA cảnh báo về vấn đề chính trị lấn át bóng đá. Vào hồi đầu năm 2020, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã nhận thư cảnh báo từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA về vấn đề bầu cử vị chủ tịch nhiệm kỳ mới. Sự việc xảy ra tranh chấp trong cuộc bầu cử tân chủ tịch FAT. Theo đó, ứng cử viên nặng đó chính là ông trùm Gorawi Makuri đã gửi đi yêu cầu lên cơ quan thể thao của Thái Lan để loại bỏ chủ tịch vị hiện tại là FAT ông Somiot ra khỏi danh sách đề cử. Với sự can thiệp của SAT vào việc bầu cử chủ tịch, FAT đã vi phạm vào quy định của FIFA. Ngay lập tức, FIFA đã đưa ra cảnh báo với FAT yêu cầu phải tiến hành một cuộc bầu cử công khai, minh bạch và không để bị can thiệp nếu không muốn bị đình chỉ với tư cách là thành viên của FIFA. Nếu cuộc bầu cử bị ảnh hưởng và tác động, FAT có thể sẽ bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế. Đây cũng được xem là một lời cảnh báo đối với FAT sau những bất ổn do tranh chấp chính quyền trong nội bộ của tổ chức này. Đại diện của FIFA đã gửi thư tới Tổng thư ký FAT để nhắc nhở về vấn đề trên, yêu cầu không có bất kỳ sự can thiệp nào vào trong quá trình bầu cử, đồng thời FIFA sẽ cử đại diện giám sát cùng với Liên đoàn bóng đá châu Á. Trong bức thư, FIFA cũng đã có sự cảnh báo tới FAT với nội dung FAT là một thành viên của FIFA, có quyền tự do tiến hành các cuộc bầu cử và không có bất kỳ một bên thứ ba nào có thể can thiệp vào vụ việc này. Bất kỳ một hành vi hay vi phạm quy định, FAT sẽ bị xử lý rất nặng, bao gồm cả việc bị đình chỉ tư cách làm thành viên của FIFA. Vì vậy, chúng tôi hy vọng FAT có thể tổ chức bầu cử một cách độc lập vào ngày 12 tháng 2 2020 theo đúng quy định của FIFA. Theo các thành viên quan sát của FIFA và AFC cũng sẽ tham gia, chúng tôi khuyến khích các bạn thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ sự can thiệp nào đến từ SAT trong cuộc bầu cử này. Lần trước, FIFA cũng đã nhắc nhở với Liên đoàn bóng đá xứ Chùa Vàng, tuy nhiên FAT đã cố tình tái phạm chỉ hơn 2 năm, nó có thể khiến cho họ phải trả giá. Rất có thể trong thời gian tới, khung hình phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ được công bố. Bên cạnh vấn đề với FIFA, Voi Chiến cũng đang đứng trước làn sóng tẩy chay trên diện rộng bởi chính các cổ động viên của mình sau thảm bại 0-3 trước U20 Việt Nam. Trên fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, những dòng bình luận đã tới tấp xuất hiện. Một tài khoản là Misery đã viết, tôi yêu cầu vị chủ tịch Somiot phải từ chức. Giờ đây, tất cả các đội tuyển của Thái Lan đều đã thất bại trước Việt Nam. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bóng đá Thái Lan sẽ ngày càng bị Việt Nam bỏ xa hơn nữa. Một cổ động viên là Satik Chay đã bình luận, tôi không thể chịu được nữa, đừng gửi các đội tuyển Thái Lan đi tham dự giải đấu. Thật xấu hổ quá đi khi mà chúng ta cứ thất bại liên tục, tốn tiền, mất thời gian. Điều quan trọng là tầm nhìn của FAT quá ngắn, giờ đây Thái Lan chẳng là gì ở Đông Nam Á. Tất cả các đội đều có thể đánh bại chúng ta. Cần có một sự thay đổi triệt để mà bắt đầu chính là việc ông Somiot phải từ chức. Người hâm mộ Per Terborn đã nói, một tài khoản khác thì đã nặng lời. Bóng đá trẻ của Thái Lan giờ đã lạc hậu mất rồi, ông Somiot hãy từ chức.
Ngày xưa khi đá banh thì đội trẻ Thái Lan luôn là một đối tượng mà chúng tôi muốn xem nhất, nhưng ngày nay thì chúng tôi sợ hãi mỗi khi mà xem nó. Báo điện tử Matichon Thái Lan đã thất vọng khi giật tít. U17 Thái Lan thua U17 Việt Nam 0-3. Chúng ta đang dần quen thuộc với thất bại trước Việt Nam. Trong bài viết tôi này nhận định, U17 Việt Nam đã chơi tốt và xứng đáng có được chiến thắng để giành vé đầu bảng F, trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023. Tờ Thái Ranh đã gọi trận thua của U17 Thái Lan là một kết quả đáng xấu hổ. Thái Ranh viết, lại xấu hổ một lần nữa, đội tuyển Thái Lan đã thất bại trước Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á. Kebut Gupta của tờ Sanok đã nhận định, đây không phải là trong mơ. Đội tuyển U17 Thái Lan đã bị Việt Nam hủy diệt với tỷ số 0-3 trong trận đấu giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Báo điện tử Samsport đã chỉ trích U17 Thái Lan thiếu tinh thần chiến đấu. Bài viết này cho hay, U17 Thái Lan thua đậm Việt Nam trong trận đấu mà chúng ta đã chơi tệ hơn và thiếu tinh thần chiến đấu. Theo tờ Samsport, dù có tin vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somiot làm việc với ông Giatisak và chủ động làm lành với những bất đồng trước đây và mở ra khả năng mời nhà cầm quân này trở lại dẫn dắt võ chiến, nhưng ý định đó rất khó. Đầu tiên là phản ứng nội bộ của FAT, ông tổng thư ký Patit Supaphong đã lên tiếng chính thức. Chúng tôi hoàn toàn không hề biết gì về ý định mời huấn luyện viên Giatisak quay trở lại dẫn dắt đội tuyển như các thông tin hiện nay. Không có một ai trong liên đoàn biết được chuyện này và tôi cũng đã bất ngờ. Trước đó, tờ Thái Ranh tiết lộ, vị chủ tịch FAT đã bất ngờ có một cuộc điện thoại với vị huấn luyện viên Giatisak đang dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam, hàn gắn những bất đồng trước đây và mở ra một cơ hội mời huấn luyện viên này quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan một lần nữa. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên Giatisak đã có một động thái cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe ông Somiot. Cũng theo tờ Samsport cho biết, nhưng những đánh giá khả năng nhà cầm quân này hứng thú với việc trở lại là khó xảy ra. Tờ này cho rằng huấn luyện viên Giatisak đang rất hạnh phúc với công việc hiện tại của mình tại Hoàng Anh Gia Lai và đang thực hiện những dự án dài hạn xây dựng đội bóng phố núi Pleiku, bao gồm là một đội đang chơi ở V-League, các tuyến trẻ và học viện đào tạo các cầu thủ trẻ uy tín của Việt Nam. Huấn luyện viên Giatisak đã sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn khoảng 3 năm nữa để dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai theo đề nghị từ Bầu Đức là vị chủ tịch đội bóng. Do đó, việc huấn luyện viên Giatisak có ý định trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan như tin đồn là hoàn toàn không có thực. Cũng theo tờ Samsport, vai trò của huấn luyện viên Giatisak ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là huấn luyện viên đơn thuần mà nó còn là một nhà quản lý của câu lạc bộ, được toàn quyền về mặt chuyên môn cũng như là tư vấn các vấn đề khác về phát triển đội bóng. Ở đây, Zico Thái được làm việc trong một môi trường tốt nhất và thoải mái nhất nên ông ấy không mặn mà với việc quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan đã chia sẻ.